Hello bà con, bữa nay ngày 24 tháng 5 mà 2024 em ở thành phố Garangeo bà con. Em có tham dự cái cuộc cái bằng là diễn hành Strawberry Festival bà con. Nhưng mà 10 giờ nó mới diễn hành thì trước 10 giờ thì có một cái cuộc chạy marathon giống như chạy marathon giống như trên thành phố Torrance đó bà con. Là bắt đầu là lúc 10 giờ là người ta đã chạy rồi đó bà con. Mà bây giờ là mới 8 giờ thôi mà 10 giờ là bắt đầu là có cuộc parade đó bà con, cái festival parade ở City Garangeo bà con. Này nó tóm lại là này là bà con đang chạy parade nè bà con. Mỗi sáng bây giờ là mới 8 giờ sáng mới 8 giờ sáng thôi. Này là ở thành phố City Garangeo bà con. Thì này chắc chú đi Việt Nam ở đây, thành phố là người Việt Nam nhiều lắm bà con. Thì nói tóm lại là Strawberry, really nice. Này người Việt Nam, người Việt Nam nhiều lắm rồi con, quá trời người Việt Nam luôn á. Tại vì thành phố của Garangeo mà người Việt Nam rất là nhiều. Bữa nay là ngày 24 tháng năm 2024, người Việt Nam mình nhiều lắm rồi con. Còn dài lắm rồi con, dài một cái kia luôn. Hey brother, you know where the people stop at? You know where the people stop? Oh no, I don't know. You don't know where they stop, huh? No. You know what time the parade begin? Parade? Yeah. I think it's like around like 12 or something. Oh like yeah. Two, I don't know. Thank you. Đông vui vậy sao mà con? Quá chân. Người Việt Nam mình tham dự. Người Việt Nam mình tham dự nhiều lắm các bạn. Tại vì khu. Tại vì khu này khu người Việt Nam. Người Việt Nam mình tham dự rất là đông. Việt Nam, Á Châu, Á Đông rồi. Oh.
Superman. Go, go, go. Yeah. Ở đây là khu thành phố Gan Go của Việt Nam. Thành phố Gan. Cái cuộc chạy bộ này bà con sẽ thấy người nhiều người Việt Nam mình lắm. Tại vì đa số là người khu thành phố Gan Go này rất là nhiều người Việt Nam. Thành phố Westminster này mình chưa thấy cái chương trình này nha bà con. Thành phố Westminster này là chưa có cái chuyện này. Em thấy mấy thành phố là nó đều có cái chương trình này nha bà con. À, mấy cái thành phố là thấy là trước khi Friday là nó có cái chương trình này hết. Nhưng mà thành phố Garden Grove mình thì em chưa thấy cái chương trình này. À, thì nói tóm là vậy. Lớn nhỏ gì cũng cũng đi hết. Này là YouTuber Hi brother. Superman. Hi Supergirl. Happy day. Em nghĩ cái sân khấu đằng kia, em phải đợi đằng kia, cái sân khấu đằng kia. Hello, happy Hello. Day, happy day. Happy day, happy yeah. Memorial Day. Yeah, you too, thank you. Yeah. Chắc cái sân khấu đằng kia đem đi dài dài nữa. Chắc cái sân khấu à nào đằng kia, em phải đi đằng đó. Có gì mà gặp bà con sao nha. Này ông này đợi bà này, ông này đợi nón strawberry nè. Happy day. Yeah. Cậu ở Việt Nam. À, cậu đi cậu lớn nhỏ gì cũng có hết. Thì còn dài lắm bà con. Chạy marathon còn rất là dài, dài đây đằng kia luôn. À, bà con nhìn còn dài thật là dài luôn. Còn dài lên mốt đằng kia là bà con thấy không? À, quá trời dài luôn. Thì nó tóm lên là vậy. Thì thôi em đi lại lần sân khấu có tình hình sao nha bà con. Yeah Superman. Cố lên con, cố lên. Yeah Superman. And, strawberry. Cái này là chạy 5K2. Chạy 5K là 5 cây số bà con. Chạy 5K số. Yeah hi, I like your shirt. Yeah. Chạy năm cây số bà con, chạy vòng là 5 cây số. Này là ai về thắng bền bỉ trước thì được tặng quà. Marathon này ở thành phố Gan Go bà con. Tại bên này có diễn hành có Strawberry Festival là diễn hành của trái dâu bà con. Này diễn hành này cũng lâu à. Mà năm nay là năm
nè, Bon Girl Club. Con là thức xịn nhà chạy không ngồi con. Có cô này bằng áo đầm chạy nè, đẹp nè. Cái cô này chạy đẹp nè. Bằng cái váy này giống như là hội của Boy nè, Boy and Girl Club là áo đỏ. Còn dài nó mà còn dài múc mù đằng kia luôn, múc mù đằng kia luôn, chạy tới bây giờ còn đông lắm thì thôi giờ em đi bộ đây đằng sân khấu nha bà con. Thì nó tóm lại là chương trình là còn xa lắm, nhưng mà giờ phải kiếm cái sân khấu em lại. Thì có cái hội chợ lớn lần kia, hội chợ lần kia rất là lớn, tổ chức tới 3 ngày luôn, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Cái hội chợ một năm có một lần, thành phố Gango tổ chức một năm có một lần, hội chợ rất là lớn lần kia. Thì nó tóm là vậy. Thì thôi em đi lại kiếm sân khấu, em đứng gần sân khấu bà con. Thành phố Gango là nhiều người Việt Nam. Thành phố Gango nhiều người Việt Nam. Bây giờ mình nhìn thấy được nhiều khuôn mặt Việt Nam đó bà con. Hi, have a nice day. You too. Hi, happy holiday. Hi, have a nice day. Have you a too. Nice day. Yeah. Tình hình là còn dài lắm bà con. Thì nó đóng tới 3 mai nữa mà. Đóng dài từ đường Euclid, từ đường Chapman cho tới đường Stanford luôn bà con.
nó dài khoảng chừng 2 mile, 2-3 mile gì đó. Thì nói tóm lại thì mỗi trước khi diễn hành á là có cuộc chạy bộ vậy, giống như đi bộ và con đi marathon. Và thì trước khi have a nice day. Thì trước khi diễn hành thì nó có cái này thì cũng vui, nhưng mà thành phố Westminster mình chưa có cái chương trình này. Thì thành phố Westminster là nên học hỏi theo mấy cái cuộc diễn hành của Mỹ. Cái này cũng cho người dân mình vui vẻ. Thì trước khi diễn hành thì mấy thành phố kia là thấy đều có cái này hết. Thì cái này cũng rất là hay. mẹ đi bộ mệt rồi, giờ phải cõng thêm đứa con nữa, mẹ cũng hơi mệt. Thì hơi mệt. Còn dài lắm mà con, còn dài lấy mốt lần kia luôn. Trời, mẹ bỗng con, cha cũng bồng con luôn. Này là hơi mệt. Đi một mình là cũng đúng, đủ mệt rồi. Đi một mình là đủ mệt, mà dắt thêm đứa con nữa còn mệt nữa. Thì thành phố gần rồi, mình có hai hết ở đây, hai nơi. Thành phố gần rồi mình hai happy, have a nice day. Thì thành phố gần rồi mình có nhiều người Việt Nam đó mà con. Người Việt Nam, người Á Châu rất là nhiều, rất là đông. Thì hi, have a nice day. Yeah, happy holiday. Happy holiday. Yeah, you too. Yeah, happy holiday. Yeah. Thì nói tóm lại cục chiến, cục ma cha tông này còn dài lắm mà con. Chạy còn đi còn dài lắm. Tại vì tới tới 10 giờ đúng mà. Tới 10 giờ thì nghe thằng kia nói 10 giờ. Thì này là anh cảnh sát đang chạy đi tới nè. Thì người đi bộ lúc nào cũng có người bảo vệ, có cảnh sát bảo vệ không bà con. Thì lắp đường hết. Nói tóm này đường nhỏ đường lớn nhưng nó lắp được hết. Thì tình hình là vậy. Thì nói tóm lại là tình hình là đi bộ vẫn còn mà con. Thì bây giờ em đi lại đằng kia, bây giờ em đi lại đằng chỗ mà sân khấu mà con, sân khấu đứng. Thì người ta announce, người ta giới thiệu mà con, ta giới thiệu chương trình đó. Thì bắt đầu tới đường, hình như là đường Chapman đó bà con, đường Chapman mà đi đi dài xuống tới đường Gigango luôn bà con. Thì này một năm con lần ở thành phố Gigango, còn thành phố Westminster mình thì Tết. Nha, thôi bye bà con nghe gì bà con, em đi vòng vòng lại giờ em mệt quá đây. Này thì chắc gia đình con người Việt Nam. Hi, happy holiday. Cô người Việt Nam á cô. Chúc ngày vui vẻ. Người Việt Nam mình đau lắm bà con. Happy holiday, happy holiday. Happy holiday. I like your skirt. Really nice. Yeah. Thì cuộc chạy bộ của cuộc chạy bộ marathon ở Strawberry Festival ở Gango là chấm dứt nè bà con.
thì thấy còn có hai người nên là kỷ lục hai người đi sau sau cùng à, đây là cũng là một cái kỷ niệm rồi con, đây là người đi sau cùng à, người đi sau cùng đó bà con, thì con kia người đi cuối cùng nữa à. Ồ, còn số người đi bộ nữa mà con chưa là cuối cùng phải còn số người nữa à, nói tóm lại thì bà con và bà con lại đang chỗ giống như sân khấu vậy đó, thì nói tóm lại thì em đang kiếm chỗ nào chỗ cái sân khấu, thì 10 giờ mới chương trình nó bắt đầu đâu mà con, giờ mới có em nghĩ chắc 9 giờ quá, vậy chắc 9 giờ quá, em nghĩ chắc 9 giờ à, bà con ngồi hai bên đường đầy hết, bà con ngồi bên hông đường chờ đầy hết, thì nói tóm là vậy à, thế này cảnh sát đi bảo vệ, đó là cảnh sát bảo vệ nè bà con à, bà con đi đi đầy hết à, tất cả là mấy người này à, đi Congratulations, you're the last people. Congratulations, lucky people. Lucky person. Người hình như người đó, mấy người đó là mấy người cuối cùng, the last people walk marathon city and go strawberry festival. Yeah, thì có thể là ở đây nè bà con. Ở đây là chỗ người ta giống như người ta nói cho announce, tất nhiên là chỗ này giống như là chỗ Phước Lộc Thọ đó, nó tóm lại là vậy đó, giống như người ta giới thiệu hội đoàn này hội đoàn kia hội đoàn nọ đó à, thì này là ngày cho Chapman à. Mục sư ơi, nói là cái chợ nào ở trên Chapman đó mục sư. Chapman với lại đường du lịch. Dạ, nói dưới đây là chỗ chỗ anh nào đó, chỗ là giống như Phước Lộc Thọ đó. Còn nàng ở dưới đây. Nếu mà mục sư được nó tới 10 giờ nó mới bắt đầu là giờ mấy giờ ta? Dạ thôi thua. À vậy sao thua không có duyên không có duyên ok một chân nha có gì chứ khiến cái đầu ngay hút giữa đang hút giữa phải đi bộ lên đang hút giữa phải đi bộ lên dạ ở đây nè đây là tivi cái gì camera một đống camera ở đây nè
Nhưng mà nếu mà muốn đậu đây á, là phải đi vòng, đậu đi vòng lên đường Chapman á, bắt đầu đậu xe vòng vòng ở chỗ đường đi Chapman về hướng Rock Hard á, thì con nghĩ là vòng cái đó, nghĩ cái khu đó nó cho đậu đó. À, đậu ngoài lộ, đậu đường mấy nhà nhỏ đó một sơn. Nói tóm là Chapman với lại Chapman Village. Không, Chapman nó vẫn cho xe tới, nhưng mà có thể là một hai đường nhỏ thì nó sẽ lóc, rồi nó bắt mình quanh lại. Nó tóm lại bây giờ nếu một sư tới sớm, một sư tới đây thì còn quay một sư dài câu, một con quay. Hello. Này giống như là phối hợp họ đó bà con, chỗ này giống như khán đài á, là bà con announce mấy người đi qua cái khu này bà con. Tóm lại là giống như là khán đài chỗ trước phối hợp họ đó, là ai đi ngang đây là nó giới thiệu hội đoàn hết. Thì nhưng mà tiếng đồng hồ nữa mới chương trình mới bắt đầu bà con ơi, giờ chưa đâu, giờ phải kiếm đồ ăn uống nghỉ ngơi đá ỉa rồi xin lỗi bà con. Chuẩn bị trước khi ba chương trình bắt đầu. Thôi em xin bye bye bà con ha. Chúc bà con mạnh khỏe ha. Có gì bà con ủng hộ bà con. Phố Calibo Sa TV số 9. Dạ, thôi bye bye bà con.